Tôi nói đến cái phần mà con người mình ở trong cõi này nạn và khổ nó quay bủa mình không có lối thoát. Tám cái nạn gọi là bát nạn. Hôm qua đó là trong ông Chu An Sĩ ông nói về bảy cái điều gặp chướng ngại, bảy cái nạn, bảy cái điều chướng ngại. Nạn lửa, nạn nước qua chúng tôi nói, lửa cháy nước trôi. Mà đúng ra tám cái nạn là như vậy. Thứ nhất là nạn địa ngục. Vô địa ngục là nạn lớn ạ. Ở trong đó khổ hành hình và gặp chướng ngại liên tục luôn. Và phải trả quả báo liền 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 và không khởi được một niệm thiện, cho nên càng ngày cứ càng sân hận ác độc và cứ ở trong đó nó vùi dập cho đến vô lượng đời kiếp. Đây là cái nạn. Nạn thứ hai là ngạn ngạ quỷ đói khát. Chúng sanh do tạo tâm tham, cho nên thành ra khi bỏ thân vào cảnh ngạ quỷ, chúng sanh do hiện hữu này tạo tâm sân quá, thượng phẩm của tâm sân, cho nên thọ mạng hết vào địa ngục. Nạn súc sanh là do si mê tối tâm, hành động phi pháp với những luân thường đạo lý nên phải chiêu cảm quả báo thọ súc sanh. Vì sao họ thọ súc sanh? Năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, phá vỡ, không đủ 5 điểm. Nó phải 10 điểm mà không đủ 5 điểm. Rồi rồi tám cái chữ gọi rằng là để thành một con người hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Bốn cái chữ đó là cần kiệm, ôn cung, phá sạch hết và không đủ tiêu chuẩn thì là loài súc sanh. Và nạn thứ tư đó là nạn sanh lên cõi trời trường thọ, không gặp được Phật pháp và thọ hưởng rất lâu dài. Và nạn thứ thứ năm đó là sanh lên Bắc Cô Lô Châu hoặc là Thắng Xứ. Người sinh ở cõi này họ mãi mãi thăm đắm hưởng lạc nên chưa gặp được Phật pháp. Nạn thứ sáu là đuôi điếc câm ngọng. Dẫu được sanh ngay thời Phật nhưng mà đuôi không thấy Phật, điếc không nghe lời Phật, câm không nói được tiếng niệm Phật. Đây cũng là cái nạn đuôi điếc câm ngọng. Nạn thế chí biện thông là nạn thứ bảy. Hạng người này tuy có thông minh, học nhiều, đem lý luận ra để mà so đo với mọi người chứ không có thực hành. Thì như vậy là những người nằm trong những cái nạn này thì thường là họ phải gặp những cái trở ngại tai ương. Trở ngại tai ương. Và những cái nạn mà bên bên phía bên An Sĩ Tuần Thư có nói đó là những sự khổ là nước trôi lửa cháy, ngục tù oan uổng, bốn là nạn trộm cướp, năm là nạn chiến tranh binh lửa, sáu là nạn mất mùa đói thiếu, bảy là nạn dịch bệnh truyền nhiễm. Thì đây là những cái nạn mà con người mình ở trong cõi này phải gặp những cái nạn này. Mà muốn tránh những cái nạn này thì con người chúng ta phải làm sao? Không tạo cái nhân này nữa. Nếu mà tạo nhân ác mà không gặp quả xấu, nạn xấu thì cái chuyện này không bao giờ có. Cho nên trong Chu An Sĩ hôm qua chúng tôi có nói về cái việc mà ông nói rằng là kẻ phàm phu chúng ta hưởng những cái quả ngon, quả ngọt, quả tốt mà không chịu làm nhân tốt, sợ quả xấu nhưng mà không chịu tránh nhân xấu, thích làm nhân xấu, những nhân xấu ác, tham sân si sát trộm dâm dối họ thích làm. Gặp quả khổ rồi họ tìm cách để trốn, để tránh, họ trộm cắp và lương lẹo dối trá giữa anh em cha mẹ với nhau luôn, cũng tìm mọi cách để lương lẹo dối trá. Trong nhà là họ tính toán từng ly từng tí, gọi là khôn nhà mà dại chợ. Ở trong nhà là họ coi như là sòng phẳng, ra bên ngoài là họ làm giống như là đại gia, cũng như người tốt. Thì gần như là người này toàn là trọng danh mà ghét thật, họ không thành tựu được. Thì người này sẽ gặp chướng ngại khổ đau. Người này sẽ gặp cái gì?
gặp rắc rối và coi chừng chết trước tuổi thọ. Cho nên muốn tránh những cái nạn tai thì không làm nhân xấu ác. Nhưng mà nếu mình chỉ cho họ đừng làm nhân xấu ác, họ chịu không? Con người ở trong cổ này hầu như họ không có chịu. Kêu họ thôi đừng ăn thịt chúng sanh nha, đừng có sát sanh nha, đừng có hại vật nha. Họ nói ăn đang ngon mà cha mẹ cũng ăn có gì đâu. Rồi họ vẫn tiếp tục họ làm. Khi bệnh hoạn rồi họ vẫn chưa nhận ra là đây là cái quả ác, quả xấu, họ chưa nhận ra luôn, không chịu nhận ra luôn. Bác sĩ chữa không được, họ nói đây là số phận, họ phải chết thôi, không phải là do nhân ác. Kinh khủng không? Đến cái lúc mà quả báo xuất hiện rồi vẫn không nhận luôn. Thì nếu ai chỉ cho họ được tránh nhân ác rồi làm cái nhân thiện để họ đời đời kiếp kiếp được hưởng quả thiện, thì người này đang tạo phước đức và công đức của bậc trung. Còn bây giờ họ đói, mình cho tiền, họ bệnh, mình giúp tiền chữa bệnh, tìm bác sĩ. Đây là giúp cái quả của họ đã trổ ra rồi nè. Họ bị lũ lụt, mình đem tiền bạc đến để mình lo lắng. Thì đây là mình lo cái quả họ đã bị trổ ra rồi. Thì cái này là mình giúp họ chỉ là cái phước đức bậc hạ, cái phước đức này rất là nhỏ. Nhưng mà mình cũng phải làm. Ông Chu An Sĩ nói là phước đức nhỏ mà nhiều cái điều nhỏ này nó trở thành điều lớn, không bỏ. Cho nên Tổ sư Ấn Quang là hai việc chính của Ngài là in kinh sách để đem lại lời thánh hiền, để người đó biết cái nhân xấu ác người ta tránh, biết cái quả thiện lành để người ta làm. Thì đây là phước đức bậc trung. Bên cạnh đó đem những cái lời khuyến dụ cho người đó để mà người ta tu cái nhân liễu sanh thoát tử. Đó là quả giác của Phật A Di Đà, làm nhân địa để họ tu, để họ liễu sanh thoát tử. Đây là phước đức công đức bậc thượng. Hôm qua chúng tôi nói cái điều này mà chưa có sâu, hôm nay chúng tôi nói lại cái điều này. Bọn phàm phu chúng ta si mê trí tuệ chưa có sáng suốt như Phật. Và Ấn Tổ hay ví dụ chúng ta là vô minh giống như kẻ mù. Mắt thịt của mình thì có, nhưng mà pháp nhãn, Phật nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn của mình bị lu mờ. Cho nên chỉ còn có mắt thịt, cho nên không phân biệt đâu là tội phước, đúng sai phải trái. Giống như kẻ đi trong đêm đen, mù rồi mà đi trong đêm đen thì không khỏi phải va tường đụng vách, sưng đầu mẻ trán và sa hầm sụp hố. Hình dung ra cái ví dụ này, hình dung ra thấy tham của cải đến ào ào, chỉ biết một mình hưởng phước tạo nghiệp xấu ác, không biết chia sẻ cho người khác, không biết làm phước. Cái lúc cùng đường mạt lộ đau khổ rồi bắt đầu kêu gào người khác. Như bình thời mình đang giàu có, đang yên ổn, không biết chia sẻ cho người khác, không biết giúp ích cho người khác, chỉ trong gia đình mình để hưởng thôi. Thì lúc lâm chung cũng như lúc hoạn nạn, chỉ trong gia đình mình cứu mình thôi. Không ai cứu mình, không có ông thần nào cứu mình, không có ông táo thần nào đến được, không có Bồ Tát Phật nào đến với mình. Do cái tần số của mình nó chỉ ngang đến đó thôi, là bắt đầu thọ hưởng giống như loài súc sanh rồi đó. Lúc lò xuất sanh là sao? Có miệng mà ăn không được nữa, ăn những cái đồ tanh tưởi tạo nghiệp xấu ác, cho nên bây giờ có miệng rồi mà ăn không vô nổi. Con heo nó có miệng, có chân, có tay, bốn chân của nó mà đi kiếm thức ăn không được, bị người ta khóa nhốt nó lại. Rồi con người bắt đầu đang bị quả báo hành hình là bệnh hoạn nha, là nó đem vô nhà thương, họ bỏ trong đó, họ đóng cái củi, họ để trong cái phòng. Có tiền chút là cho phòng lạnh lớn một chút, không có tiền cái phòng nhỏ nhỏ, mà không có tiền ra ngoài hè luôn, cho hồi bệnh viện Chợ Rẫy. Còn sao là Chợ Rẫy vậy ta? Mấy người dưới giường dưới rẫy họ lên đông như cái chợ, gọi là Chợ Rẫy. Bệnh viện đó là bệnh viện bình dân Chợ Rẫy á. Ở dưới giường dưới rẫy lên đông quá trời luôn. Nằm ngoài hành lang không luôn, không có thân thế quen biết, không có tiền bạc, nằm ngoài hành lang hết chỗ nằm rồi. Trời, lúc đó nhìn tội nghiệp quá trời luôn. Không có tiền thuê nhà trọ, đứng trên cái lan can nhảy xuống cái bịch cái chết. Họ phải rào chắn lại. Thì lúc này bắt đầu có chuyện xảy ra, tai nạn đến, nghiệp chướng đến.
đang mang thân là con người mà khổ không nói nên lời, cũng vẫn chưa biết là lý do gì khổ luôn, không biết lý do gì không có tiền luôn, không biết, không tin nổi nhân quả là do trộm cắp, do lương lẹo dối trá, không tin nổi luôn. Bệnh hoạn do sát sanh, ăn thịt chúng sanh, không tin nổi luôn. Thôi, nhân quả khó tin dữ vậy ta. Giáo dục cổ thánh tiên hiền thì còn có thể dễ tin. Ông Du Tịnh Ý Công là một biểu pháp, Bồ Tát biểu pháp để cho mọi người tin thì dễ một chút, bởi vì có nhân vật đó. Mà tối coi lại đĩa hai, thấy ông Tao Thần không đến, kinh thiệt. Mà coi lại cái đĩa này, ông tới ông phải xử lý ông Lương Thần Du Đô này, kinh khủng luôn. Ông nói từ trong ruột gan vậy mà cũng còn cống cao ngã mạn, kêu tôi còn làm thiện làm phước, làm phước. Cái ông coi lại đi. Không, cái bộ phim này từ nhỏ giờ chúng tôi ít có coi phim, chứ từ khi gặp Hòa Thượng Tịnh Không, người nói không coi tivi, đừng coi phim, chỉ lo niệm Phật cho nó y theo thầy dạy, không có coi phim, không coi kiếm hiệp, phim tình cảm ha, thời sự không có thời gian coi, chỉ niệm Phật, lo coi kinh sách đồ vậy. Chúng tôi thì thực sự thì phước báu thì thực sự là kém. Quý vị nhìn thấy như vậy chứ lúc trước là thê thảm, vừa bệnh hoạn vừa trong túi không có đồng nào, mà nhờ có cái là ham học, thích học kinh sách và thích đi giảng. Giảng xong rồi lấy cái máy nhỏ nhỏ thâu lại năm 1990 là bắt đầu mở ra nghe lại. Cho nên cái việc mà con người mình gặp nạn là thường không hiểu ra, đến nỗi ông Vô Tỉnh Ý, ông Du Đô đó, mà ông không biết lý do gì mà nó có thể nghèo cùng túng thiếu, vợ thì mù khóc vì đứa con mất, đứa con gái bị khùng rồi. Chúng tôi nói cái cảnh nó kinh khủng luôn. Mà đây là câu chuyện có thiệt chứ không phải bộ phim tự bịa đặt lên. Hòa Thượng thêm một chút Phật Pháp vô nữa, trời đậm đà quá chừng luôn. Hay quá chừng cái bộ phim này. Ổng làm ác mà trong tâm ổng không thanh tịnh, ổng tạo nghiệp ác nhưng mà ổng không biết luôn. Kinh khủng. Rồi ông Táo Thần đến ông chỉ cho mới biết được. Thấy không? Con người mình mà không có người đi trước, không có Phật Bồ Tát dẫn lối cho mình thì mình như kẻ mù đi trong đêm đen, chết ngay. Chị không nói đâu. Đó, ngay cái con đường tu như chúng tôi đã là đi tu rồi, mà tu pháp môn tịnh độ mà láng sáng là coi chừng. Láng sáng là bột chộp, nôn nóng, niệm Phật một chút tâm thanh tịnh, nhìn thấy bên ngoài cái gì đó, hào quang ngũ sắc đồ, vướng vào cảnh tướng một cái là thôi xong luôn. Suốt ngày cứ mơ tưởng cảnh tướng đó rồi thôi, ma dự phát cuồng nhiều lắm. Không phải dễ đâu. Bộ văn sao này là phải nói là cổ kim từ xưa nay, mà Ngài Hoàng Nhất nói 300 năm lại đây, đây là một vị duy nhất mà. Tổ sư Ấn Quang là một vị duy nhất trong 300 năm lại đây. Tức là cái thời Ngài Hoàng Nhất đó gặp chướng ngại cũng phải cần có Ấn Tổ để mà viết thư để mà giải đáp và hóa giải. Ngài tu đến cái cảnh giới Ngài thấy thân mình là không, dính vô trong chấp không cổ sắc ấm và muốn đốt tay để cúng dường Phật. Ấn Tổ cái này chưa được. Ông đốt tay cúng dường Phật, dầu ông đốt cho toàn thân đi nữa, ông vẫn chưa hiển lộ được chân tâm ông đâu. Ông phải về tới Tây Phương Cực Lạc kìa, khai thị. Ngài Hoàng Nhất là một vị phải nói là tu thời đó khét tiếng như vậy mà cũng phải hỏi Ấn Tổ. Những người học trò ngon có gì họ cũng hay hỏi thầy chứ không có làm càn. Ngài Hoàng Nhất là bạn đồng tu với nhau với Ngài. Thế mà khi nhập vào cảnh giới thấy toàn thân là không luôn, không nóng không lạnh, không một cái gì chướng ngại hết trơn, vô vào trong cái vẫn còn là chấp không trong cái ngủ ấm ghê, vẫn rớt vào ngon không của ngủ ấm mà Ngài cảnh tỉnh liền. Mình đi giỏi gì cũng vô tới đó coi chừng. Những cái bộ văn sao là một bộ coi như là từ điển bách khoa thực dụng toàn tập xưa nay cổ kim chưa từng có, lưu truyền sức ảnh hưởng còn lại phải 9.000 năm nữa. Cái người mà đi vào cảnh giới sâu và công phu sâu không có bộ văn sao dẫn dắt pháp môn tịnh độ là chướng ngại rất nhiều. Đây là bộ sách gói đầu giường, phải thẩm thấu. Như vậy Ngài đề xướng một cái gì trong cái bộ văn sao này? Nhân quả. Rõ được nhân ác, thấu triệt được nhân ác,
nhất định không làm. Nhân ác phát xuất từ đâu? Lắng nghe nè. Từ khởi tâm động niệm của tư hoặc, tham sân si mạn nghi, của kiến hoặc, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, gọi là khởi tâm động niệm, gọi là khởi hoặc. Rồi bắt đầu tạo tác hành vi là tham sân si, bắt đầu tạo tác hành vi với cái động lực của cái tư hoặc này là phải hành động sát trộm giam dối. Ghê. Nghe nói bây giờ con người mình tạo nghiệp ra không ngoài 6 căn ba nghiệp: căn mắt, căn tai, căn lưỡi, căn mũi, căn thân, căn ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là 5 căn trước của thân và khẩu. Và căn ý đó là tham sân si. Tạo nghiệp cũng không ngoài 6 căn ba nghiệp này. Nếu mà 6 căn ba nghiệp này quy vào câu Phật hiệu, mắt của mình là gì? Rồi nó nhìn chút mũi, không cho nó tán loạn. Tai mình nghe câu Phật hiệu, miệng mình niệm câu Phật hiệu, ý mình nhiếp vào câu Phật hiệu, thân mình đang trang nghiêm để đảnh lễ Phật, thì 6 căn ba nghiệp đang niệm câu Phật hiệu thì công đức này không thể nghĩ bàn. Còn 6 căn ba nghiệp này mà chạy vô trong trần cảnh để tạo nghiệp xấu ác thì tội ác cũng không gì bằng. Mà cùng cực cổ 6 căn ba nghiệp nghịch chiều với tánh đức, khai triển nó triệt để là đọa A Tỳ địa ngục. Mà thuận chiều với tánh đức, khai thác triệt để và lấy quả giác là câu Phật hiệu của Phật A Di Đà, mà chịu niệm, mà lấy thần chú đại bi, lấy danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm, khai thác cái tánh đức đến tột cùng là người này về ở với Phật và người này sẽ thành Phật. Con người mình có khả năng khai thác được không? Được. Hôm nay quý vị ngồi chịu nghe mà lắng tai, mà hoan hỷ cung kính, thì đây là thiện căn quý vị lớn. Cả một đức trọng Đà Lạt, khắp nơi mình biết số lượng người bao nhiêu mà ngồi nhiêu đây. Tịnh độ khó tin, và rất khó tin. Khó tin mà dễ hành. Khi hành được thì thành quả lại vượt trội. Không gian và thời gian không có ý nghĩa với nó. Phải ba đại an tăng kỳ kiếp là thời gian, nhưng mà gì, chỉ trong một đời vãng sanh. Đây là pháp môn mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài, thuyết thành thật ngôn, tán thán Đức Phật A Di Đà là quan trung cực tôn, Phật trung chi vương, là vị Phật trung tâm, là đệ nhất trong tất cả các vị Phật. Cho nãy chúng tôi có nói cái ý, mà nó chưa có hết cái ý, là mình sống mình có phải độc lập một mình từ khi đẻ ra là trơ trụi luôn không? Tự nhiên trên trời nó rớt xuống, dưới đất nó chui lên, không có cha mẹ gì hết luôn không? Không có áo quần, không có ăn uống, không có gì hết không? Bồ Tát hiện thân là Bồ Tát hộ minh ở cung trời đau xuất, cũng phải là vào trong cung vua, cũng phải là biểu pháp là một con người mà. Khi đã là một con người rồi là phải có cái nhân, cái duyên để sống, cái nhân duyên để sống, là phải có cha, có mẹ, rồi có của cải vật chất, có quần áo, có nhà cửa. Cái đó là gì nè? Cái đó là tha lực. Tha là bên ngoài, cái đó nó giúp cho mình có một cái cuộc sống sinh tồn và sức khỏe để mình vươn lên, gọi là tha lực. Đó là cuộc sống hiện sinh trong cuộc sống đơn giản thường tình nè, mà còn phải có những cái gì bên ngoài để hỗ trợ cho mình. Còn đối với tâm linh của mình là tham sân si đầy bụng dạ, nghiệp chướng sâu dày, mà không cần có Phật lực, pháp lực, thì làm sao mình có thể thành tựu được? Không thành tựu được. Chỉ có những người thành tựu đó là bậc thượng căn thượng trí, các hàng Bồ Tát tái lai, thì họ coi như đã nhiều đời làm cái chuyện này rồi, đã nương Phật lực, pháp lực rồi, đời này họ tự lực họ đi rất là dễ. Nên sáng trước khi chúng tôi lên đây, Ngài có nói cái chỗ này: nếu tâm ông không phải là Bồ Tát, mà cảnh càng rộng tâm ông thì càng loạn. Còn các tâm các vị là Bồ Tát, cảnh càng rộng thì tâm các vị Bồ Tát càng chuyên nhất, công đức càng thù thắng. Thì dù tâm là Bồ Tát, họ xây mấy chục ngôi chùa, họ làm độ bao nhiêu trăm ngàn tăng ni cũng là bình thường, càng độ công đức ngày càng lớn. Bởi vì tâm của các vị Bồ Tát có thể dung chứa được mà. Mình uống một hơi hết một cái biển cả đại dương, tâm mình có dung lượng như vậy, mình uống có khả năng như vậy, thì nước đâu thành vấn đề. Và tâm mình đã đi vô gọi rằng là Bồ Tát đăng địa nhất sanh bổ xứ, những Bồ Tát mà coi như là đã phá được vô minh rồi, thì cảnh càng rộng tâm ngài càng chuyên nhất. Chỗ này lắng nghe cho kỹ. Còn tâm mình là phàm phu mà cảnh càng rộng thì nó càng loạn, chùa càng lớn thì coi chừng càng loạn, mình không quán xuyến.
cái dung lượng của tâm mình không chứa đựng nó. Chúng tôi nói đến điều này để mọi người phải hiểu biết mình. Tâm mình chưa có bao dung rộng lượng như Bồ Tát, mình là phàm phu mà cứ càng đông người vô thì cứ càng có trở ngại đó. Nghĩa là cái điều mà Ngài răn dè bọn phàm phu chúng ta. Cho nên hôm nay ai cúng đất cúng chùa tuyệt đối không nhầm. Qua chú Linh xuống ở khu chiến tu chiều 5-6 giờ mà đáng lẽ chú công phu mà cũng phải bỏ công phu xuống để lo bắt điện được cho các cụ đi, sợ dấp tối té. Chúng tôi có nói hôm nay cảm giác thầy xây dựng đến đây là ngưng được rồi chú. Nhiều lúc thấy mấy cụ nằm dọc dọc ở bên ngoài các nơi thấy tội quá. Nhưng mà thấy tội gì để nữa cũng chưa bằng ở trong nhà thương đâu. Đúng không? Nhà thương còn thấy tội hơn nữa. Thôi, thiếu khổ khổ như vậy mà Phật thương. Làm vô cho đẹp 5 sao, 7 sao rồi chấp vô chỗ đó rồi cuối cùng ra đi không biết đi đâu. Nguy hiểm lắm, thôi cứ để khổ khổ như vậy. Với khu chiên tu cũng ổn rồi, trên này cũng ổn rồi. Cứ ở như vậy mà chân thật, đừng khởi một niệm gì khác nữa. Niệm câu Phật hiệu này làm sao 20-30 năm. Thực sự như Ngài 3 năm là Ngài vô sự nhất tâm rồi. Mà Ngài niệm một câu Phật hiệu này 20 năm không có gián đoạn, ngủ cũng vẫn niệm trong đó luôn. Ai là gia thức khi ngủ vẫn nhận được tín hiệu câu Phật hiệu từ nơi mạt na là thức thứ 7 là ý căn, nhận luôn. Thì rằng ý thức khi ngủ say nó mất, lên cõi trời vô tưởng nó không còn nữa, chết giấc ngủ say nó mất, nhưng mà mạt na thức vẫn còn ầm ĩ cái câu Phật hiệu do hàng ngày ý thức nó huân tập. Còn mình hàng ngày ý thức huân tập tiền bạc danh lợi đủ thứ tiền tình trong đó, tối ngủ rồi sao? Nằm mơ thấy ông chồng mình đi theo người khác, thức dậy kêu anh đi đâu đâu anh, vô vô anh ơi. Trời ơi, mò qua bên hông, ông chồng ông quýnh cái tát vô mặt, bà nằm mơ vô duyên, tôi đây cho đi đâu hả? Trời ơi, tôi thấy ông rõ ràng trong đêm qua, trong đêm mà tôi nằm mơ đêm này là tôi thấy ông đi theo một con nhỏ nó đẹp quá trời luôn. Tôi kêu ông rác cổ họng, ông không quay lại, cuối cùng ông nằm đây hả? Mơ đó là từ đâu vậy? Từ hằng ngày trong cái tâm mình, ý thức mình suy nghĩ bắt đầu nó dồn chứa vô ai là gia. Nó vô ai là gia xong tối thằng mặt na nó quay ra lại. Giống như cuốn phim thâu rồi quay, thâu rồi phát, thâu rồi phát. Muốn vậy không? Hay là muốn tâm mình chỉ thâu cầu ai gì đạo Phật? Ông cứ đi đâu cho ông đi luôn. Không có tình nghĩa. Nhưng mà đừng có đuổi nha, hôm qua cái lá thư cô đó, cô cãi lộn, cô đuổi ông đi. Rồi bắt đầu ở nhà khóc vô duyên. Đuổi người ta đi rồi bây giờ tự nhiên nhớ buồn khóc, trời ơi sao anh đành bỏ em đi. Trời ơi thiệt tình vô duyên. Vì sao có nhiều người tin là con người không thể thành thú được, và thú không trở thành con người, trong khi đó là kinh Phạm Vọng Đức Phật nói người chết làm dê, dê chết làm người, người chết làm cọp, cọp chết làm người, người chết làm chim, chim chết làm người. Kinh Phật nói mình thì không có trí tuệ như Phật, không có thần thông, không có cái đạo lực như Phật, nhưng mà mình phải tin lời Phật. Mà có nhiều người họ không tin. Thì ông Chu An Sĩ ông nói hôm qua chúng tôi có nói, ông nói rằng sở dĩ vì sao con người có Phật tánh, có tánh biết, biết là ham sống sợ chết và biết đói, nó kêu lúc hồi trước chúng tôi ở nhà bà cụ bà nuôi mấy con heo, có những con thì bán, có những con đến Tết thì mình giết, thường đến Tết là giết một con ăn khỏi đi mua tốn tiền, mà vì Tết thịt nó mắc đó mà. Thì khi mà nó đói nó kêu dữ lắm, cái miệng nó chóc lên trên cái chỗ cái chuồng heo mà cái mình gác cái cây ngang qua gì làm cái cửa nó ra không được á, nó kêu mà cái miết mồm nó chảy ra hết trơn. Mà cụ bà kêu tao mày không có quậy cháo heo cho nó nhanh đi, cho con heo nó ăn, nó đói nó kêu mày thấy không? Kìa, dạ trời ơi, quậy để vô trong cái thau nước quậy, nó chưa có kịp nguội bỏ vô con heo nó chập nó nóng nó la. Bởi vì quậy chưa khô, quậy chưa có nguội mà đi chơi đá banh.
Trời, con heo đó nó ăn xong nó la còn dữ nữa. Ủa, con heo nó ăn mà sao nó còn la, cuối cùng nó phồng miệng áp áp. Trời, bà già mới kêu tao chạy về, bà cầm cây bà dí bà quýnh. Hồi nhỏ mà nói chuyện hồi nhỏ. Vì sao vậy? Vì sao con heo nó biết nóng miệng nó kêu, rồi nó biết đói nó kêu vậy? Nó có tánh linh. Mà tánh linh nó bị nhốt trong nghiệp báo là bị xài hết phước, cho nên người ta thảy cái gì là ăn cái đó, không cho ăn là phải đói thôi. Sao có tánh linh mà bị như vậy? Bây giờ nó xài hết phước rồi. Và cái tâm hổ thẹn đó cũng hết luôn, cho nên thành ra có ai may quần áo cho con heo con bò. Nhưng mà mình là có tánh linh, mình có hổ thẹn, cho nên trời, bữa nay mà vô không bỏ quần áo là kỳ lắm à. Đúng không? Còn hổ thẹn, còn hổ thẹn cho nên phải mặc quần áo chứ. À, mặc coi dễ kỳ chết rồi. Con heo khỏi mặc luôn. Nó có hổ thẹn đâu, nó là thức ăn cho mình mà mặc nó làm chi. Đúng không? Rồi mùa nóng mùa lạnh, mình thì mùa nóng thì mình bận áo mỏng, bận đến loại áo dây luôn. Trời ơi, kinh khủng thiệt. Rồi chắc từ từ khỏi bận như heo luôn quá. Rồi xong rồi cái gì nữa? Mùa lạnh thì được áo bông đồ bận ấm, mà con heo mùa nóng mùa lạnh gì nó cũng nhiều đó. Vì nó hết phước ăn bận rồi, ăn bận hết á. Rồi con người mình có tánh linh và cái trí hướng thượng, mà trí hướng thượng cho nên con người phải đứng hai chân để đi thẳng. Cái tâm hướng thượng cho nên sanh ra cái thân con người phải đi thẳng. Còn con heo hướng hạ và đi ngang, cho nên nó là bàn sanh, nó đã đi bốn chân nó đi ngang. Cái tâm nó là hướng hạ, để cho nó hướng thượng thành người, để mà kêu mà thành Phật Bồ Tát. Chữ người kêu heo heo, mày biết má mày là heo, nó cứ ép, nó không biết gì đâu. Đúng không? Bởi vì nó là si mê mà làm gì nó biết má, kêu tiếng má làm gì biết tiếng ba, làm gì biết tiếng anh, tiếng chị, làm gì biết, đúng không? Mà mình kêu má mình biết không? Biết cho má mình, nhưng mà bây giờ cũng chả biết má là gì luôn. Và bà khổ sướng gì kệ. Thì Ấn Tổ nói cái này thì đồng cầm thú. Hay, lý giải hay. Tuy rằng mang thân người mặc áo, biết hết tất cả mọi thứ luôn, có thể làm được mà không làm trả hiếu, không trung, không lễ, không nghĩa, thì người này là đồng loài cầm thú, đúng không? Chỉ chờ thọ mạng hết là vô cho bụng heo, bụng thú thôi, chứ không có nói gì hết. Cho nên cái việc mà chúng tôi mong quý vị nghe ở đây, cũng như là thông báo với mọi người, người nào có nhân duyên với mình nói hoài. Nhiều lúc mình nói ông chồng mình, con mình một lần nó không nghe, nó không có chịu về, họ không có chịu về cái chuyện mà ăn thịt chúng sanh, rồi mình sẽ làm súc sanh để nó ăn thịt lại. Mà người ta không chịu, phải nói hoài, phải năn nỉ, phải tha thiết. Chứ không phải mình chửi rủa họ nữa, mà mình phải nói làm sao để họ kính mà sợ. Cô đó cô nói, ai mà lên chùa thầy nghe thầy nói về cái chuyện ăn thịt mà không sợ thì cái người này gan cùng mình, thấy lạ. Ở trong này ai ăn chay trường đâu giơ tay hết rồi. Đó, thấy chưa? Còn mấy mạng cũng khá nhiều đó, thấy chưa? Giờ nghe tiếp nè nghe. Loài súc sanh đó, nó có một cái sự báo oán kinh khủng lắm. Khi nó chết rồi, cái tâm nó chưa lìa khỏi cái xác thân nó. Con người mình cũng vậy, hoặc nó lìa nó cũng đứng vòng vòng nó nhìn. Cái điều này là chứng minh thực tế luôn. Gia đình chúng tôi là khi giết con heo, vừa ăn 30 Tết là có chuyện trong gia đình liền. Vừa giết 29, 30 Tết là bữa Tết đó có chuyện ngay. Bữa Tết đó ông cụ ông nói thôi bà, làm bánh hỏi thì cũng cả năm trời, thôi bây giờ tôi với bà thôi nghỉ 3 ngày Tết cho đến mùng 7, mùng 8 gì luôn, chứ bà năm nào cũng làm mùng 3 hết trơn. Trời ơi, nhà của mình nghèo khổ mà, mùng 3 lo đi làm, ai cũng đi làm hết trơn rồi, ông ở đây mà ông hưởng đi. Lúc trước bà già không biết tu, bà nói dữ lắm. Bà học thua ông cụ, không biết chữ, hồi xưa cha mẹ bà ngoại không cho đi chăn bò, cho đi chăn bò không cho đi học, sợ đi theo tay á. Mấy người mà con gái học giỏi là thời pháp thuộc, sợ đi theo tay cho nên đi chăn bò cho nó ngu hết đi, khỏi đi theo tay. Mà mình quan điểm vậy. Còn con trai cho nó đi học. Mà không biết chữ mà nói lẹ lắm, mà nói ông cụ nói không lại. Cuối cùng bà kêu thôi mùng 3 ngâm gạo, mùng 2 ngâm gạo, mùng 3 làm. Trời, tôi nói bà, tôi năn nỉ bà, tôi lạy bà, thôi bà cho tôi nghỉ thêm mùng 5 cũng được. Không có mùng 5 gì hết trơn á. Ông nghe chưa, tiền thì lúc nào cũng ngửa tay ra lấy, mà đi làm là không chịu làm. Bà mà làm mà tôi uống thuốc tôi chết đó. Ông chết đi.
mới mùng 1 mà cãi lộn với ăn thịt heo. cái hồn con heo nó còn ở trong đó. Cái hồn con heo nó oán quá, nó ghét quá, vừa khởi niệm bực tức nói, nó hùa vô cho nói luôn. Nó bắt phải nói luôn. Bây giờ giết nó phải làm sao để nó báo oán lại chứ. Muốn cho gia đình được êm ấm, muốn cho xã hội được hài hòa, an định, muốn cho đất nước được phồn vinh, cũng từ nơi cái tiếng con heo, con sú trong lò mổ nó còn kêu giữa đêm trường, nó còn kêu giữa đêm trường hay không? Sao là cái nguồn gốc từ đây ta? Bởi vì cái nguồn gốc của con người mình sát sanh hại vật, đó là một tâm xấu ác vô cùng, là sát sanh. Cho nên thành ra Ngài đề xướng cái việc là ăn chay kiêng dứt, là cái chuyện này Ngài đề xướng mạnh luôn. Còn cái chuyện phóng sanh để mà mình thả một con chim, con gà đó, mình hồi hướng, mình quy y cho nó, để nó trở thành lại một con người, để cho nó thăng hoa cái đời kiếp của nó, thì nó lâu lâu, con kiến qua bao nhiêu ngàn đời ngàn kiếp nó vẫn chưa thoát con kiến cái kiếp mồ côi của nó. Chỉ dĩ nhiên cái chuyện này mình vẫn làm để mình nuôi cái tánh linh của mình, là tấm đó là tánh là lòng từ không giết, nhưng mà cứu cái quả cho nó để thoát khỏi cái kiếp con kiến hoặc là con ếch con nhái thì biết bao lâu, biết bao nhiêu con. Và cái điều này dĩ nhiên mình làm, nhưng mà cái chuyện này đó là cái phước đức bậc hạ. Mà phước đức bậc trung là nói làm sao họ đừng ăn, họ đừng giết, họ thương súc sanh, để họ là một con người luôn luôn là cứu vật, vật trả ơn. Nói cho họ được cái nhân này là phước đức bậc trung. Cho nên quý vị, để con cái lại của cải vật chất nhiều thật nhiều, để về già, về sau nó lập gia đình nó sung sướng hơn, không bằng để lại cho nó cái lời giáo huấn đừng ăn thịt chúng sanh, đừng giết, nên niệm Phật, thương người, có đạo đức, phải giữ lễ pháp lễ kính, cho nó cái điều này, đó là cho nó cái nhân tốt. Mình giáo hóa con cái mình bằng cái này, mình có cái phước báu rất lớn bằng với thánh hiền. Vì sao mình làm không được? Bởi vì mình cũng, vì sao mình giáo hóa con cái mình không được? Bởi vì mình cũng đang đời trước, và trong đời này một nửa đời là mình đã tạo nghiệp ác, một nửa đời này bắt đầu mình tạo nghiệp thiện. Mình tạo nghiệp thiện cho nên cái sức ác nó vẫn còn dư âm, mình không đủ sức để nói người ta. Thì phải làm cái gì? Im lặng, dùng thân giáo hóa. Nghe câu chuyện này và nghe cái lời khai thị Ấn Tổ, đang là con người biến thành con hổ. Điều này Tổ Ấn Quang hay nói, đang là con người rồi mà tâm giả thú đến mức độ biến hình dạng. Hôm qua nghe câu chuyện của Ngài Từ Đạo Hạnh rồi, phải không? Bây giờ nghe câu chuyện này, Ngài Minh lên đọc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời Sư Phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Đại Sư Ấn Quang và những câu chuyện nhân quả, cung kính dâng lên cúng dường toàn thể chư tôn đức và đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Tổ Sư Ấn Quang khai thị trích trong Ấn Quang Văn Sao: chỗ quan trọng trong việc tu hành chính là đối trị tập khí phiền não. Tập khí ít đi một phần thì công phu tiến thêm được một phần. Có người càng ra sức tu hành, tập khí càng dấy động, là vì chỉ biết tu trì theo mặt sự tướng, chẳng biết phản chiếu hồi quang, kiên quyết trừ khử những vọng tình trong tâm họ mà ra. Thời cổ có kẻ cực độc từ ngay nơi thân ấy biến thành mãng xà, có kẻ cực tàn bạo ngay từ chính nơi thân ấy biến thành cọp, ngay trong lúc nghiệp lực đang mạnh mẽ dữ dội còn có thể biến đổi được hình thể, huống chi nhằm lúc sau khi chết đi, trước lúc được sanh ra, thức do nghiệp lôi kéo mà chuyển biến ư. Hai câu chuyện trích trong chuyện nhân quả. Từ xưa đến nay, một chữ sắc đã làm hại biết bao nhiêu người. Có người vì sắc mà rời xa chính đạo, bỏ vợ bỏ con. Có người vì nó mà tự hủy hoại tương lai. Thậm chí có người vì nó mà làm ra những sự tình khiến trời đất không thể dung thứ. Vạn ác dâm đứng đầu, một niệm dâm dục khởi lên đã là phạm tội, nhất định phải cảnh giác. Đời người bất quá cũng chỉ mấy chục năm,
dù cho sống quá trăm tuổi thì dung nhan tuổi thanh xuân liệu có được mấy mùa. Dù là nữ nhân diễm lệ hay nam nhân anh tuấn, khi đã đến tuổi xế chiều, sao có thể tránh được sự tàn phá của thời gian. Lúc đó dù là ai rồi cũng sẽ già nua, mắt mờ chân chậm, tóc bạc lưng còng. Có câu rằng trên đầu chữ sắp có cây đao, cây đao này sẽ chém về phía ai? Khi con người thấy sắc mà khởi tâm, làm việc trái với luân thường đạo lý, thậm chí còn vì nó mà hại tính mạng người khác, thì dù tưởng rằng thần không biết, quỷ không hay, nhưng liệu có tránh khỏi bị trừng phạt? Trên đầu chữ sắc có cây đao, dùng nó chém người, cuối cùng sẽ bổ về phía mình. Hơn nữa, vì theo đuổi sắc đẹp hữu hạn của thân thể mà hao tổn tâm lực, đây lẽ nào lại là biểu hiện của bậc trí giả? Câu chuyện số 1. Vì sắc hại mệnh, thân người biến thành thú hoang. Vào triều đại nhà Đường, có một vị quan ngự sử tên là Lý Nghiễm. Có một lần ông phụ mệnh đi sứ ở Quảng Đông, đã gặp phải một sự tình rất kỳ lạ. Trên đường đi, Lý Nghiễm đột nhiên trông thấy một con hổ lớn đứng cản đường. Tuy nhiên, khi vừa trông thấy Lý Nghiễm, nó liền nhảy vào trong bụi cỏ. Con hổ nhìn một lúc rồi bất ngờ mở miệng nói chuyện với Lý Nghiễm. Ôi, thiếu chút nữa là ta đã làm hại lão bằng hữu của mình rồi. Lý Nghiễm thấy vậy lại càng hoảng sợ. Cái gì? Con hổ này biết nói chuyện sao? Có điều giọng nói này nghe rất quen thuộc, giống như tiếng của đồng liêu Lý Vi của mình quá. Con hổ nhìn ông ta rồi nói, Lý Nghiễm à, là tôi đây. Từ sau ngày chúng ta cáo biệt, đã lâu rồi không gặp mặt. Hai người nhận ra nhau, mừng mừng tuổi tuổi, cùng nhau ôn lại chuyện xưa, bao ký ức lại ùa về. Lý Nghiễm vô cùng khó hiểu, liền hỏi, Lý Vi, ông sao lại biến thành con hổ thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con hổ bi thương lắc đầu, thở dài nói, có một ngày tôi đang tĩnh tọa, bỗng nhiên nghe ngoài cửa có tiếng kêu lớn. Không biết vì sao, chỉ giây lát sau, tôi liền biến thành bộ dạng của một con hổ. Hôm nay gặp được ông, thật quá vui mừng. Ông bảo tôi không thương tâm sao được. Vì sắc mà giết hại người phải biến thành thân thú hoang đền tội. Lý Nghiễm suy tư một chút rồi hỏi Lý Vi, ông nghĩ lại xem, trước đó ông đã từng làm chuyện gì khiến mình phải hối hận hay không? Lý Vi trả lời, có, lúc trước tôi ở vùng ngoại ô thành Nam Dương đã từng xâm hại một quả phụ, nào ngờ bị người nhà của cô ta phát hiện, họ lập mưu muốn hãm hại tôi. Tôi vô cùng tức giận, trong lúc rượu say đã giết sạch người nhà của quả phụ đó. Đây chính là sự tình khiến tôi hối hận nhất. Nói xong, con hổ gầm lớn một tiếng rồi rời đi. Câu chuyện 2. Vì sắc mà giết người, oán quỷ bám theo. Tại huyện Định Dương có một người tên là Vương Cần Chính. Anh ta thấy vợ của người hàng xóm dung mạo xinh đẹp thì động tâm bất chính. Hai người sau đó đã có gian tình, còn hẹn nhau bỏ trốn đi nơi khác. Thế nhưng Vương Cần Chính trong tâm cảm thấy rất lo lắng, sợ một ngày chồng của cô ta phát hiện đuổi theo thì mọi chuyện không biết sẽ thế nào. Người vợ kia cũng bất an, sợ rằng người chồng sẽ gây trở ngại cho mình và nhân tình. Vì để ngăn chặn hậu hoạn, đã quyết định dùng kế sát hại chồng. Vương Cần Chính vừa nghe đến việc giết người thì thất kinh, sợ rằng bản thân sẽ bị liên lụy, liền lập tức bỏ trốn một mình. Anh ta dốc sức chạy liền một mạch hơn 70 dặm, ra đến bên ngoài huyện Giang Sơn mới cảm thấy an tâm một chút, rồi tự an ủi mình, hẳn là không có việc gì nữa rồi, mình đã chạy xa như vậy, có thể bình an thoát thân rồi. Lúc này Vương Cần Chính cảm thấy đói bụng, liền đi vào một tiệm cơm trước mặt để ăn. Chẳng ngờ chủ tiệm lại chuẩn bị ra hai phần đồ ăn cùng chén đũa. Vương Cần Chính vẻ mặt kinh ngạc hỏi ông chủ,
tôi chỉ tới một người, nhưng sao ông lại chuẩn bị hai phần đồ ăn vậy? Ông chủ nói, ủa, anh tới một mình sao? Tôi vừa nhìn thấy một người đàn ông tóc tai rối bời đi bên cạnh anh. Chẳng lẽ hai người không phải đi chung hay sao? Vương Cầm Chính kinh hãi vô cùng, trong tâm hiểu rằng đây chính là oán quỷ bám theo để chờ thời cơ trả thù, nó nhất định sẽ không chịu để yên. Nghĩ vậy, Vương Cầm Chính đã chủ động đến quan phủ trình báo, nói ra hết sự tình. Người phụ nữ kia cũng nhanh chóng bị bắt. Cuối cùng hai người bị phán quyết xử tử trong cùng một ngày. Trong câu chuyện oan hồn đòi mạng này, điều đặc biệt ở chỗ họ Vương trên bề mặt vốn không động thủ giết người, nhưng ông ta lại thông gian với vợ người ta, là nguyên nhân khiến cho người vợ xuống tay giết chồng. Vậy nên họ Vương tuy không giết người và đã lập tức bỏ trốn, nhưng đạo trời không dung khó tránh khỏi cái chết. Đôi gian phu giáp phụ, mỗi người thân tuy ở một nơi khác nhau nhưng lại nhận lấy cái chết trong cùng một ngày. Cũng thật là ông trời khéo an bài, lấy đó cảnh tỉnh thế nhân. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, ở cõi Tây Phương Cực Lạc không có những cái chuyện rắc rối như vậy. Cảnh giới của Đức Phật A Di Đà khi Ngài tiếp dẫn người vãng sanh đưa vào trong liên thai để cho mình tiêu trừ những cái nghiệp chướng đó, tham dục, tham sắc, tham tài, tham danh, bị liên thai này đã triệt tiêu, hầu như có đó mà không có tác dụng nữa. Còn khi mình chui vào trong bụng cha mẹ mình là do cha mẹ mình có tình ái và có ái nhiễm quá mạnh và nung đúc mình trở thành một con người mang giám vấp là con người ái ích kỷ, không có lòng nhân ái bao dung. Mà đã là ái ích kỷ chiếm hữu như anh thanh niên và cô đó, sợ chồng biết xuống tay giết chồng. Cái cảnh này làm gì có ở Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mình đang ở trong cái cảnh này, cảnh ta bà, mình chưa có cơ hội thôi. Mình có cơ hội coi chừng mình cũng bị lún vào. Nhất là tiền tài danh lợi đối với họ tràn ngập. Họ muốn cái gì cũng có, mà toàn là muốn những cái chuyện xấu ác không luôn. Cho nên mới nói hưởng phước là tạo nghiệp. Thì quý vị đang thấy mình ở trong này, thấy là quốc độ nguy thí, là mình thấy đang ở trong đường hiểm không? Trong đường hiểm. Một mặt đó là khởi hoặc tạo nghiệp, trong hiện tại là hiện nghiệp. Một mặt là những cái quả ác của quá khứ bắt đầu nó trổ ra, nó đòi nợ mình, nó báo oán mình, làm sao mình chịu cho nổi. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Muốn biết được cái nhân đời trước, nhìn cái quả hiện tại. Dục kim lai thế quả, muốn biết cái quả đời sau. Kim sanh tác giả thị, đang làm cái gì trong này, đang làm cái gì trong đời này. Không ra khỏi lưới nhân quả, lưới trời rồng rồng, nhân quả không thể bỏ sót một ai. Biết rồi, hôm nay mình biết rằng là mình xưa mình có sai rồi, mình sửa và tu nay giữ danh hiệu Phật cho chắc. Thả ra một cái là coi chừng tan xương mất mạng. Mình thấy mình đang ở trong con đường hiểm mà, đang là núi gươm rừng đao, mà đang chi đi ở trên băng mỏng mà, trên bên ngay vực sâu mà. Không có pháp an tâm, không có Bồ Tát gia trì, không có Phật gia hộ, và một mình trụi lũi mình đi thì mình phải tan xương mất mạng, đọa lạc như không. Chúng tôi nói điều này chúng tôi bị cái cảm xúc và suy nghĩ sâu lắng. Có nhiều người người ta nói trời ơi có cái gì đâu, chết là cùng chứ có gì đâu. Thôi, người ta sống cũng vậy, mình sống cũng vậy, ăn thịt ăn thà, uống rượu uống bia, nhậu nhẹt bất hiếu, vợ chồng kình cãi, mọi sự nó đến với mình thấy quen rồi, không có gì cãi lộn. Như ăn cơm bữa nào không cãi lộn đâu, khi buồn nữa chứ
nên tạo nghiệp xấu ác, mà không biết tạo nghiệp xấu ác cho nên nghiệp nó ngập trời mây luôn. Bồ Tát làm phước thiện mà không chấp vào phước thiện, cho nên phước thiện thôi quá chừng lớn, quá chừng sâu rộng. Bây giờ cứ nghĩ lại đi, ví dụ tiền bạc mà mình cứ xài tới nơi luôn, không đi làm thì tiền như cái núi nó cũng hết. Cái phước báu thọ mạng của mình cứ đi xài tới nơi luôn, ăn chơi rồi tạo nghiệp xấu ác, rồi phung phí đủ kiểu mà không tạo cái phước, không biết tích phước, không biết giúp người nghèo, không biết có hiếu với cha mẹ, không biết quét một cái chùa, không biết làm một cái gì phước báu hết trơn, mà cứ hưởng không thì làm sao nó còn nữa. Làm sao còn cách nào mà còn vừa phá vừa hưởng mà không tạo thì quý vị phải hết sớm, chết trước tuổi thọ là chắc, nghèo trước khi mình chết là chắc, người ta nhục mạ mình trước khi chết là chắc, chắc chắn luôn. Quý vị suy nghiệm lại, đừng có nói tôi già rồi, thôi tôi không có bị gì đâu, tôi yên tâm khỏi niệm Phật, gần chết thì tôi niệm nha. Cái kiểu này cũng coi chừng, già cũng khổ theo kiểu già đúng không? Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ mà. Thân tâm đã là bị khổ rồi, khổ vì phiền não vây bủa, khổ vì bệnh hoạn, rồi thêm cái khổ nữa là quả báo nó đến là khổ khổ. Và không phải là nó chỉ trong một thời nhất định và trong thời gian ít đâu, mà nó kéo dài, nó hành hạ mình, nó kéo dài cho nó hết đời luôn. Và những hết đời này, không những là hết đời này mà nó xuống dưới lại địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đời sau sanh lành người tiếp tục khổ nữa. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, rồi tan hoại thân xác mình cũng là khổ. Nếu mà nhìn sâu vô thấy là khổ rồi, nghĩ khổ mình niệm Phật, nghĩ sợ khổ địa ngục mình niệm Phật, nghĩ sợ súc sanh mà niệm Phật, làm súc sanh mà niệm Phật. Mấy hôm nay chúng tôi có cái cảm giác trong lòng, mình tu như vậy rồi mà không khéo coi chừng làm con nhái, con ếch, con ẩn ương, không biết bao nhiêu đời kiếp mình có thể trở thành lại con người được đây. Không phải đơn giản đó đâu. Thôi bây giờ mình quyết định không gieo cái nhân là để làm súc sanh nữa, là không ăn thịt chúng sanh, quyết định là không ăn thịt, nhất định là như vậy thôi. Ông thầy nhà không có lừa gạt mình đâu, ông tổ không có lừa gạt mình đâu. Rồi không sát sanh luôn, và có điều kiện được mình phóng sanh, và trộm cắp tà dâm nói láo uống rượu giữ cho trọn vẹn. Tám chữ hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, mà tám chữ này mà không giữ được á, tuy là thân con người nhưng mà tâm đã là cầm thú rồi. Nó có cái nhân quả trong này hết. Cho nên Ngài nói là nếu mà trong thời đại này và con người trong thời này mà không nói đến nhân quả thì không cách nào giáo hóa được hết họ. Khó cực kỳ. Nhưng mà nó có một cái ngặt nghèo ở chỗ này, nó có cái lắc léo ở chỗ này, nó có một cái chướng ngại chỗ này. Ô, nhân quả của cái ông này, ổng hành dâm và cô thiếu phụ đó, gia đình biết ổng giết sạch hết gia đình, cho nên giờ ổng thành con hổ để chuyện của ổng. Mình chả dính líu gì mình, thấy người ta không nhắn nhặt gì đến mình, thì cái đó là cái gì? Cái đó là ngã chấp. Ngã mạn nó còn, nó chấp nhất vô là con người mình là tốt, nhưng mà không ngờ nhiều đời nhiều kiếp mình đã bị phạm phải biết bao nhiêu tội lỗi. Giờ mà không nhờ Phật lực gia trì để mình thoát ly cái cảnh khổ này thì đời sau thì coi chừng nữa. Cho nên Ngài nói là phải lấy nhân quả để giáo dục, và lấy giáo dục gia đình để giáo dục. Bây giờ thầy Minh đọc thêm cái lá thư của cô này. Lá thư này hôm qua có đọc rồi mà một số Phật tử trong này chưa nghe. Cô này có khổ quá chừng luôn. Trong gia đình không ổn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép đọc lá thư của một cô Phật tử gửi đến cho sư phụ. Xin cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng chứng minh A Di Đà Phật. Con chào thầy. Con xin thầy giúp đỡ cho con. Con rất đau khổ không biết phải làm thế nào. Con là một đệ tử theo pháp môn Tịnh Độ và đã ăn chay trường từ năm 14 tuổi. Năm nay con đã 27 tuổi, đã có gia đình và có một bé trai được hơn 3 tuổi. Nhưng chưa bao giờ con hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Đầu tiên con ăn chay, chồng con ăn mặn và còn không tin Phật Pháp. Dù nhiều lần Phật Pháp nhiệm màu nhưng vẫn không chịu tin. Luôn khó chịu khi con mở nhạc Phật. Cũng vì không tin Phật nên khi con cho bé ăn chay theo thì gia đình chồng phản đối và xảy ra mâu thuẫn rất nhiều. Thứ hai,
tình cảm vợ chồng con không khi nào êm ấm. Chồng con có tính mê rượu chè cờ bạc và nghe lời bạn bè xúi dục, nhiều lần dính nợ nần, thân tàn ma dại. Cũng vì thế mà con với chồng đã từng ly thân hai lần. Ngỡ như là bỏ nhau được, nhưng cuối cùng ổng vẫn quay về xin lỗi và hứa làm lại từ đầu, không sa ngã vào cờ bạc rượu chè bê tha nữa. Con nghĩ tới hoàn cảnh của chồng, vừa mất mẹ, cha thì có vợ khác, không nhà không cửa, nên con mềm lòng quay lại. Lần này thì thật sự chồng con thay đổi, không cờ bạc và giảm hẳn nhậu nhẹt, nhưng tính tình thì nóng nảy hay cáo bách, nên chúng con hay cãi nhau, cãi đó rồi hòa đó. Cho đến mấy hôm trước, bạn chồng con ở dưới quê lên, tên này cũng là kẻ không có trách nhiệm, bỏ bê vợ con, nhậu nhẹt cờ bạc, bị nhà vợ khi dễ, nên lên nhờ chồng con kiếm việc kiếm trọ. Con không muốn chồng dính líu tới những người như vậy, nên tỏ vẻ không thích, thì chồng con liền quay sang chửi con không có lương tâm. Tính chất công việc của chồng con đi làm xa, một tuần mới về một lần, vậy mà vì tên kia mà bỏ con một mình đi với hắn. Cũng vì hắn mà chửi con tức quá liền đuổi chồng con đi theo tên đó luôn đi. Thì chồng liền xách ba lô mà đi luôn, kêu con là khó chịu. Thật sự con rất thất vọng. Vì sao tất cả những gì con cố gắng xây dựng, chồng con đều đạp đổ? Chồng con nghèo tiền con chấp nhận, mà giờ nghèo luôn cả tình cảm. Lo cho bạn bè mà chẳng nghĩ đến vợ con. Con muốn ly hôn, nhưng con không biết phải làm sao. Bỏ chồng thì có mang tội không? Vì chồng không cha mẹ, không nơi nương tựa. Mà còn không bỏ thì con mãi đau khổ với cái suy nghĩ chồng con tệ bạc với con, với gia đình, khôn nhà dạy chợ. Rồi lỡ chồng con nghe lời xúi dại của bạn bè mà lại hư thân nữa thì con rất khổ. Bao nhiêu năm qua, việc chăm con tiền tả sữa hầu như là con lo, mang tiếng vợ chồng 4-5 năm, nhưng sống với nhau chưa được 1 năm nữa à. Con rất khổ, Thầy giúp cho con lời khuyên đi Thầy. Con thật sự không biết làm sao cho phải. Kính thư, Nam Mô A Di Đà Phật. Những điều quan yếu mà hàng ngày phụ nữ phải biết. Người phụ nữ cần có tánh nhu hòa nhã nhặn. Con gái từ nhỏ cần phải dạy cho nó tánh tình nhu hòa, chẳng nổi nóng. Tập quen lâu ngày sẽ thành thiên tánh, lợi ích ấy chẳng thể nói tầm. Chưa lập gia đình mà nổi nóng thì hoặc là bật kinh, hoặc bị băng huyết. Có gia đình rồi cũng thế, hoặc bị sảy thai, hoặc khiến cho tính chất của đứa trẻ trong bụng trở thành bạo ác. Sanh con ra trong khi cho con bú, nếu nổi nóng đùng đùng thì khi cho đứa trẻ bú nó sẽ chết ngay. Chẳng nổi nóng quá mức thì nửa ngày hoặc một ngày sau nó mới chết, không đứa nào chẳng chết. Nổi nóng nhẹ nhẹ thì tuy nó không chết nhưng cũng sẽ sanh bệnh, không đứa nào không bị bệnh. Nếu nổi nóng liên tiếp 1-2-3 ngày thì đứa trẻ bị trúng độc ngày càng nhiều hơn, cũng có thể nào không chết. Điều này danh y, thần y nước ta xưa nay đều chưa hề nói đến. Hãy đem nghĩa này nói hết thảy nam nữ sẽ cứu được mạng trẻ khi chưa sanh ra. Nữ nhân tánh tình nhu hòa thì gia đạo cũng yên vui hòa thuận. Con cái do họ sanh ra tánh tình cũng đều từ thiện nhu hòa. Tôi thường nói, dạy con là căn bản để thiên hạ thái bình, nhưng dạy con gái lại càng thật quan trọng. Do con người sanh ra bẩm thụ tánh khí của mẹ, nhìn theo oai nghi của mẹ nhiều hơn cha rất lớn. Có hiền nữ thì mới có hiền thê, chồng của hiền thê ắt là hiền nhân, con của hiền mẫu ắt là hiền sĩ. Bà Thái Nhậm dạy con từ trong thai, nên Văn Vương sanh ra liền có thánh đức, ấy là dạy dỗ từ thuở còn chưa sanh ra. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Hạ Thọ Kỳ.
Lại nói khi có kinh nguyệt cũng chớ nên nóng giận, hễ nóng giận sẽ bật kinh. Vì thế phụ nữ chưa lấy chồng cũng có người bị kinh nguyệt không điều hòa, trọng cho rằng là vì chuyện này. Đối với giáo dục trong gia đình và nước nhà nhân dân, chuyện này đều có quan hệ. Bởi lẽ phụ nữ từ nhỏ phải nên tập thành tánh nhu hòa, thì sẽ không bị hỏa hoạn kinh nguyệt chẳng điều hòa và nóng giận đùng đùng đến nỗi con bị chết. Nóng giận nho nhỏ khiến con bệnh tật. Tánh đã nhu hòa thì sẽ không khẩu thiệt thị phi, gia đình êm ấm hòa thuận. Xin hãy đem ý này nói với hết thảy mọi người. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Lý Đức Minh. Số 2, từ nhỏ tập tánh nhu hòa, cả đời hạnh phúc. Lại phải nói với phụ nữ mà cũng nên nói với nam giới. Phải dạy cho con gái tánh tình mềm mỏng, hòa hoãn từ bé, dẫu gặp chuyện không vừa ý cũng chẳng nổi nóng. Tập quen thành tánh chẳng những vô cùng có lợi cho chính mình, mà gia đình cũng được hòa thuận tốt lành, con cái ắt sẽ chẳng chết yểu. Tánh tình hiền thiện, nước nhà vui mừng có được hiền tài. Nữ nhân tánh tình quá nóng nảy, sinh con phần nhiều bị chết hoặc lắm bệnh. Bởi lẽ hãy nổi đó lên, sữa liền biến thành chất độc, nóng giận quá mức, cho con bú nó chết ngay lập tức. Bớt nóng hơn một chút thì nửa ngày sau, một ngày sau nó mới chết. Hơi nóng giận thì con không chết, nhưng chắc chắn cũng sanh bệnh. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời Sư Minh Tâm. Thêm nữa, con gái từ nhỏ cha mẹ phải dạy nó đừng nổi nóng, tập thành tánh chất nhu hòa, từ thiện thì những sự tốt đẹp trong cả một đời nó sẽ chẳng thể kể hết được. Nếu tánh tình nóng nảy bợp chợp, chưa lấy chồng thì cũng gặp phải chuyện khổ, nhưng vẫn còn chưa nhiều. Nếu đang có kinh mà nổi nóng, chắc sẽ bật kinh hoặc bị băng huyết. Lấy chồng rồi mà nổi nóng sẽ bị sảy thai, hoặc thai nhi sẽ thừa hưởng tánh tình nóng nảy bợp chợp. Lúc sanh xong đang cho con bú mà nổi nóng đùng đùng, trẻ bú sữa vào sẽ chết ngay. Không nóng nảy dữ dội cho lắm thì hoặc nửa ngày hoặc một ngày mới chết, không đứa nào chẳng chết. Nổi nóng nho nhỏ thì con không chết cũng nhất định ngã bệnh. Nếu nhiều ngày liên tiếp thường nổi nóng vừa vừa thì chất độc khi trước chưa tiêu, chất độc lúc sau lại thêm vào sẽ nguy hiểm đến cùng cực. Chuyện này danh y thần y nước ta đều chưa nhắc đến, nay đã sáng tỏ, hãy nên nói với hết thảy mọi người sẽ cứu mạng được những đứa trẻ chưa sanh, công đức lớn lắm. Các thầy thuốc hãy nên chú ý, chớ nên ăn trứng gà. Kẻ tà chỉ nói trứng không có cồ thì ăn được, đừng nghe, đừng tin lời nói ấy. Hơn nữa trứng có chất độc, do gà thường ăn trùng độc vậy. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Đường Đào Dung. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm qua thầy Tấn có đọc cái lá thư của cô này, và chúng tôi cũng có trích ra văn sao giáo dục gia đình của Tổ sư Ấn Quang, nhưng mà không có những cái lời giáo huấn tương đối là kỹ càng đối với đối tượng cô ta. Ngài nói nó nhiều nhiều cái phần, nhưng mà cái phần thầy Dũng Minh vừa đọc đây đó thì là biết cái nguyên do của gia đình đổ nát từ đâu, từ nổi nóng. Hồi nãy giờ ngài nói cô này nóng đến nỗi mà kêu ông đi luôn đi, đi nó sắp giỏ đi. Tuy rằng giờ đây ông chồng không có mặt, cô không có mặt, mà cô kêu chúng tôi mở phiên tòa có nên ly dị không? Bữa nay đang mở phiên tòa nè. Bây giờ ai đồng ý rằng là ly dị đâu, giơ tay lên coi. Con cô dưới kia ai đồng ý không ly dị đâu, giơ tay coi. Sao không giơ tay vậy? Giờ phải xử lý như thế nào? Như riêng cái người tòa ở đây có ai ly dị chưa?
riêng ra tòa họ cũng khuyên không nên, đúng không? Họ khuyên chừng nào không được rồi bắt đầu họ mới tiến hành đến cái chuyện lập thủ tục ly dị, đúng không? Thì chúng tôi nói cái lắc léo từ cái chỗ nào và cái trở ngại của gia đình người này chỗ nào, và hầu như là tất cả các gia đình và bản thân gia đình của chúng tôi lúc trước bà cụ cũng có trục trặc về cái chuyện Ấn Tổ ngài dạy, không những trả lời cho những người này đâu mà ngài nói chung cho mọi người. Người phụ nữ tánh tình ngang ngạnh, nóng nảy, bộp chộp, kiêu căng, khoe khoang, chua ngoa, khoác lác, khi nào họ được cái điều này? Nói chỗ nào cũng trúng thì sao cười ạ? Khi nào họ được điều này? Khi họ được một cái mệnh danh là bà chủ, là nắm quyền trong nhà, thì Ấn Tổ nói học người phụ nữ mà học để làm chính trị, để mà làm kinh tế, thì người phụ nữ này phải tan nát đời hoa. Nói như vậy những người bên ngoài hiện tại xã hội họ làm chính trị là người phụ nữ, những người đó có bậc thiên tài, những người đó là những người thiên tài, những vị mà có cái căn khí cao, chúng tôi không có thể là nói những người họ đang làm mình chê chích là mình phải bị trở ngại ngay tức khắc. Có những người phụ nữ quá tài giỏi, nhưng mà ngài nói phần đa đó, phần nhiều á, những người phụ nữ nếu mà không có giữ cái chức phận là thiên chức thay chồng dạy con, ở nhà nội trợ may giá cơm nước á, mà thường đi làm kinh tế với chồng, và coi chừng trở ngại. Đó rõ ràng trong gia đình chúng tôi, mẹ chúng tôi là người tuy rằng làm kinh tế không phải là lớn, gánh cái gánh bánh hỏi ngồi lề đường 40 năm vẫn là người giữ kinh tế tài chăm. Từ khi bà đi tu rồi bà giao lại cho ông cụ, bà cúng dường hết bà đi tu, thì lúc đó bà mới nhẹ nhàng. Khi có quyền một chút, khi có tiền một chút, khi có quyền trong gia đình một chút, khi có tiền là nắm kinh tế cốt cán rồi, coi ai cũng không ra gì hết. Thì bây giờ cô ta phải làm gì? Cầu nguyện tha thiết niệm Phật, sám hối ăn năn với tội tình, với tánh tình nóng nảy bợp chộp tức giận, đuổi ông chồng đi, sám hối. Đợi đến lúc ổng về quỳ xuống cúi đầu sám hối. Được không? Làm cái biểu pháp, mình sám hối, mình xin lỗi họ thì họ mới xin lỗi lại mình. Cái chuyện này có rồi, có hai vợ chồng, vị chồng đó là một vị bác sĩ về thẩm mỹ, cô này là y tá, là người phụ họa. Bữa đó có cái việc là cổ thờ tùm lum trên phòng, ông không chịu, ông kêu bỏ xuống hết đi, ông không có chịu thờ Phật, không có cho cô ăn chay, mỗi lần nghe pháp phải lên giặt đồ tìm cách đi ra ngoài mới nghe pháp được với ông. Ông khó khăn hơn ông chồng cô này nhiều lắm, chúng ta nghĩ. Rồi cổ làm sao? Cổ cũng nghe theo mà cổ bỏ hết Phật, cổ dọn hết lư hương, chỉ còn đúng một vị Phật còn để đó. Ông tức, ông kêu giỡn người hả? Biểu kêu bỏ hết mà không bỏ, cầm ông Phật đập rầm bể luôn. Chùa lượm từng mảnh lên khóc, trời ơi, ông dám giết Phật tôi. Ông dám đập Phật tôi, ông gan cùng mình, tôi đi luôn. Qua nhà ông già ruột ở rồi sao tự nhiên cũng nhớ chồng. Rồi cuối cùng gọi điện hỏi giờ con như thế nào, kêu con xa. Họ kêu dọn thì con dọn hết đi, chứ sao mà là dẫn ngươi để một tượng đó cho ổng đập. Tội của con lớn, do con để đó ổng mới đập chứ không để ổng đập đâu. Bắt đầu bà nhìn ra bà thấy tội. Rồi con cái lúc con để một tượng Phật đó, ổng nói con dẹp, con không dẹp, con còn im lặng là mình làm mẩy với ổng bực tức. Rồi buổi tối đó còn đi qua nhà cha ở để ổng ngủ một mình, ổng quạnh hiu, ổng lên ôm và ổng đập là phải rồi chứ nữa. Do con hết, trách mình đừng trách người. Vậy bây giờ con phải làm sao? Về xin lỗi, gục mặt xuống cúi đầu xin lỗi đi. Cái bà về bà cúi mặt xuống bà xin lỗi, ổng cũng xin lỗi nữa. Hai người cứ xin lỗi, ngồi với nhau riết rồi ông kia thôi được rồi, hết lỗi rồi đó, cũng không chịu đứng dậy, cứ gục mặt miết. Trời ơi, ông nổi khùng lên, ông định đá trong đá lăn quay luôn. Tôi kêu trời ơi xin lỗi, ông chịu hết lỗi rồi, hai người hoan hỉ rồi còn ngồi đó làm gì? Kêu do thầy kêu xin lỗi, con phải xin chừng nào cho hết lỗi. Trời ơi, chừng nào hết lỗi ông tha là được rồi, chứ làm gì cứ quỳ đó hoài vậy. Cuối cùng sao, què vốn lại với nhau, cuối cùng ông Phật tàn tành mây khói đập luôn.
ông Phật ở bên ngoài bằng sành, ông không có tức gì hết, ông không có chết, ông không có khổ, mà ông Phật trong tâm mình khổ nè. Giỡn ngươi với ổng. Chúng tôi sợ cái giỡn ngươi lắm, đừng có giỡn ngươi với người ta. Thấy không? Chọc ghẹo họ, làm cho họ tức, họ nổi giận lên. Cái gì đâu, bớ ôm ông Phật vô trong thùng nó gói gọn, ông không cho nữa, mang lên chùa thầy nhàn. Có gì đâu, ông Phật trong tâm mình vẫn an vui. Đúng không ạ? Đó, tu từ nơi cái tâm của mình. Tu từ nơi cái tâm của mình, cái tâm mình an vui rồi, mình hoan hỷ tùy thuận chúng sanh vô quái ngại, tùy thuận ông chồng không chướng ngại. Lúc đó bắt đầu hòa thuận nhau vui vẻ. Có bữa đi lên phơi đồ, đứng thiệt lâu, buổi sáng chúng tôi hay giảng. Ông kêu, làm cái gì cho đứng lâu vậy? Ông kêu, vắt nước đồ cho nó đứng đây không mát. Cuối cùng nghe pháp chạy on tao tao xuống. Bữa nay vui vẻ rồi. Thì cái cô này có nên ly dị không? Không nên ly dị. Cái khổ đó, ổng chửi mình, ổng đánh mình, ổng đi bánh bài là mình khổ hay là mình chấp vô cái chuyện đó khổ? Nghĩ coi, nếu ổng không có quýnh bài, nhậu nhẹt, mình khổ theo cái chuyện khác cho coi. Khổ theo cái chuyện là gì? Là mình á, phiền não á, là mình thấy không có tiền á, mình thấy con bệnh á, rồi đủ chướng ngại nó xảy ra cho mình. Cái đó là một cái chướng ngại để nó khiến mình là phải gặp, không chướng ngại này thì gặp chướng ngại khác. Trong tâm mình có chướng ngại thì nó không gặp chướng ngại, chồng nhậu nhẹt, cờ bạc thì nó gặp chướng ngại khác. Ổng hiền lành bị xe tông cái rầm vô bệnh viện cũng vậy, thiếu tiền, mất tiền. Đại chướng ngại trong tâm thì nó đủ cái hình thức bên ngoài chướng ngại. Cái chướng ngại bên trong tâm là chính mình phải đoạn trừ nó, mình phải ăn năn sám hối nó, rồi tự nhiên bên ngoài nó hết chứ. Sửa từ cái tâm của mình chứ bây giờ sửa bên ngoài sao sửa được. Ví dụ cái gì, cái bóng buổi khoảng 9 giờ 10 giờ nó soi từ trước mặt quý vị, thì bây giờ cái bóng nếu mà mình đứng nghẹo cái đầu và cái bóng nó nghẹo đầu không, mình đứng mình thẳng cái bóng nó thẳng, mình nghẹo cái đầu xong rồi cái bắt đầu mình chạy là mình sửa cái bóng. Giống như mình soi hình vô trong cái gương đó, mình quẹo đầu cái mình vô mình sửa cái bóng trong gương được không? Sửa cái bóng trong gương được không? Sao được? Muốn cái bóng ở trong gương nó thẳng thì cái đầu nó thẳng lại thôi. Nghĩa là cái gì? Đừng bắt bên ngoài sửa, đó là cái bóng, đó là cái quả mình phải trả. Bây giờ mình phải sửa từ cái nhân trong tâm mình đây nè, là sửa cái thân mình đây nè. Thân thẳng thì bóng thẳng thôi. Nhân mình là thiện thì tuy rằng mình trả người ta đang hành hạ quánh bài quánh bạc mà tâm mình vẫn an vui. Làm được điều này không? Không làm được, bởi vì không có pháp an tâm, không có niệm Phật, không có trì đại bi. Ôm cái hận đó một ngày hai ngày rồi bắt đầu nó dồn một cục thiệt lớn lên, bắt đầu là chửi đuổi ông đi. Đuổi ông đi bây giờ ở nhà tuổi tuổi nhớ nhớ thương thương nữa. Cứ quanh quẩn trong đó hoài, đi thì nhớ thương, về thì gì bực bội cãi vã. Có gia đình đó hai vợ chồng đó 8 lần ly dị. Không tìm ra được cái gốc mắc từ nơi tâm của mình sửa. Mà khi tâm của mình từ nơi mình sửa được thì người ta sửa được cho coi. Đừng có bắt người ta sửa, mình sửa đi. Mình sửa tức là họ quýnh bài, hoan hỷ vui vẻ, hết tiền mua sữa cho con rồi. Thôi anh làm anh đi quýnh đi chứ làm sao em có tiền. Ông muốn vậy thôi, ông làm sao ông thoải mái chứ. Mình không có xúi dục ổng, nhưng mà ổng thích như vậy, ổng làm chừng nào ngán, ông gặp nạn, ông quay về lúc đó mình tính. Cho nên cái này cũng chưa coi cái phim Vô Tình Ý. Trời, ông đi đố, ông đi giải câu đố để ông lấy quà, ông bưng quà cao tới ngay cái cổ họng như vậy nè. Cuối cùng á, Tiểu Hoa Am bị người ta bắt cóc mất. Trời ơi, ông khổ buồn. Mà vợ về không trách một lời, ngồi không ăn 3 ngày, lấy cháo đưa vô miệng cũng không ăn. Lúc đó ổng mới gì, ổng sợ, ổng khóc, ổng rên hừ, ổng khóc. Ổng khóc tức tử luôn. Bắt đầu bà mới nói, từ khi cha của người con gái dắt một người nam một người nữ về, người con gái này nghe cha nói tuy rằng nghèo nhưng mà nó hiếu học. Hai đứa này nó hiếu học cho nên bắt đầu từ đó là bắt đầu muôn vung vén lo lắng cho chồng. Bắt đầu bà mới thấy ông này biết cái lỗi rồi, bắt đầu bà mới hoan hỷ vui vẻ trở lại. Biết bao nhiêu cái sự đau khổ mà ông này ông gây ra. Ông Vô Tình Ý, ổng gây ra những cái chướng ngại cho cổ, mà cổ vẫn gì, vước lướt qua hết. Và cuối cùng hình thành được với nhau. Thì chúng tôi hay nói là bà Mai Quyên này là một người phụ nữ đặc biệt, sánh vai với lại Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tử. Đây là mẫu chuyện mà Hòa Thượng Tịnh Không để toàn tâm làm bộ phim này mà đâu phải đơn giản.
rất hay, cô này nên coi cái bộ phim này. Rồi mới thấy cô này có chịu đựng gấp trăm ngàn lần cái cô viết lá thư này mà họ vẫn gì vui vẻ với nhau, và từ từ họ nghĩ sẽ không có cái gì nói, nó là giữ mãi. Chẳng lẽ ông quýnh bài mãi, mà dẫu cho ông quýnh bài, ông nhậu nhẹt, ông chết đi nữa, mình vẫn tròn cái bổn phận là người vợ, chôn cất đàng hoàng. Trời, cái ông này bị nhà sụp, chết hai đứa con. Cổ kêu lương thần à, coi con ngang. Hàng nhỏ chạy 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 trong cái nhà cái chòi nhỏ, cái bắt đầu ông mới bực tức cái ông quan kia, dạy học y như dành học trò, ông về ông viết để ông nhục mạ. Vừa khởi niệm như vậy là quỷ thần trên trời sấm sét rầm sụp nhà, hai đứa con chết. Hai đứa con chết cũng từ ổng mà ông không coi hai đứa nhỏ. Bao nhiêu chuyện xảy ra mà cô này chịu đựng hết. Đến khi cuối cùng là gầy dựng được một con người, ổng trở thành lại một con người có đạo đức. Và khi mà bà kêu ăn chay, cái ổng cũng chịu ăn chay, bắt đầu chồng hòa vợ thuận, giống như là khảy đàn cầm đàn sắt, đúng không? Còn hai người này là đang chống đánh xuôi kèn thổi nghịch. Bữa con nhỏ nó đọc cái bài khai giảng lớp Đệ Tử Quy, đúng không? Hai người này là đang chống đánh xuôi kèn thổi ngựa. Bây giờ muốn xuôi ngược hay là muốn khải đèn cầm đèn sắt? Do mình nói. Nhịn không được, từ nơi thai giáo, mẹ của cô này cũng tính tình nóng nảy bộp chộp, ngang ngạnh chua ngoan khoác lác. Rồi sanh ra đứa con thì cái khuôn đó làm sao thì cái bánh nó như vậy đó. Rồi con của mình cũng như thế, nó khổ hoài hoài từ nơi cái tâm sân hận đó. Tam độc tham sân si nó giết mình chứ ai đâu. Ai trừ được chuyện này? Chỉ có con người chân thật thật thà, họ niệm câu Phật hiệu, họ biết đây là giặc, đây là xấu ác, họ buông xuống được. Cứ kêu người khác bên ngoài sửa, bản thân mình không sửa thì làm sao mà nó yên ổn được? Không yên ổn được. Cho nên thành ra cái việc hôm nay chúng tôi nói cô này nên ăn năn sám hối, tha thiết cung kính xin lỗi chồng đi. Mình là một con người tốt và xin những cái điều gì mình nhận hết là mình sai đi. Đuổi chồng là sai, nóng nảy quát chồng là sai. Hơn ông này cũng hiền, ông chưa quýnh cho phù mỏ là may. Hết lòng sám hối ăn năn, giữ cái chức phận của người phụ nữ là ôn hòa, từ hòa, hoan hỷ, bao dung, tha thứ. Có như vậy mình có bị mang tội không? Cứ tiếp tục để cho họ đi quýnh bài nhậu nhẹt, mình có mang tội, mình không có suối. Cản không được thì thôi im lặng đi. Lương thần judo đi say rượu về, trời ơi, ông Mai Nguyên, Mai Nguyên ơi, Mai Nguyên. Rồi kêu, được rồi, em đến. Rồi cho hết say rồi, ngang bữa xong xuôi rồi, không nói chuyện nửa tháng. Mặt lạnh như tiền, không nói một lời, đây là cách giáo hóa của Phật, im lặng. Trời, cũng sợ, ông kêu, chính cái hành động này của Mai Nguyên mà tôi bỏ uống rượu. Đúng không? Cái phim này nó hay. Coi cái phim này rồi mới thấy đúng sự giáo dục của cổ thánh tiên hiền, tuyệt, tuyệt luôn. Mình không bắt chước được. Lúc ba chúng tôi say rồi, bà cụ bà càng bực tức cho cứ má mày, bà cứ nói vậy hoài, ông bà già còn bực ra nữa. Còn Mai Nguyên gì? Không nói một lời. Cách giáo hóa người ta hồi xưa được dạy mà. Mai Nguyên này là con của một vị thầy dạy về gia giáo đạo đức cổ thánh tiên hiền. Người này được nung đúc trong gia đình của thánh tiên hiền, cho nên họ gặp ông chồng nắng ông chồng luôn lại được, và ông chồng trở thành một người tốt. Có ai trong cái cõi này mà phàm phu không có tạo nghiệp lặp đi lặp lại không? Có chứ sao không có. Bộ đó họ là thánh ở đâu mà họ, ông chồng của cô này sửa rồi về xin lỗi tiếp tục sai, bộ thánh đâu mà họ làm cái được liền, đúng không? Còn là phàm nó phải nhiều lần trắc trở, với mình phải thông cảm. Mình không suối là mình không mang tội, mà mình cản không được là im lặng, hết bổn phận. Ông đi nhậu về lấy khăn như cô Mai Nguyên á, lau mặt rồi em đây Mai Nguyên đây, rồi lo này nọ lấy cháo đồ cho ăn đi. Làm không được, bởi vì do cái tánh khí của con người bực bội tức tối, do mình. Nói vậy chứ mấy cô này cũng tơi tả, ngồi dưới này nói gì cho ông chồng cũng có hành cho ra bả lắm. Mới xách giỏ về đây đó nghe. Thôi, muốn cho không có cái cảnh này thì về cực lạc đi. Trong cái cõi này mà không có cái cảnh mà sáo sào, mà cái chuyện ẩu đả với nhau thì không bao giờ có. Bây giờ đã vào trong này gọi là cõi ta bà là kham nhẫn mà.
Nếu không nhẫn nhịn và chịu đựng được thì mình phải tan nát đời hoa đó. Làm sao chịu nổi với nó. Nhưng mà chúng tôi có một cái kinh nghiệm sống nó như vậy. Mà đúng theo lời Phật dạy và lời Tổ Ấn Quang hay nói, tâm mình mà nếu mà nhu hòa thì dầu cho người đó cứng gì đi nữa một thời gian, họ cũng sẽ nhu hòa với mình. Tâm mình cung kính với họ, họ cứng gì đi nữa một thời gian, họ cũng sẽ cung kính mình. Điều mình cung kính chưa đến mức thôi, chưa đến tột cùng đó thôi. Mình rộng lượng thì một thời gian ông chồng đó và mọi người rộng lượng sẽ đến với mình. Mình khoan dung tha thứ thì luôn luôn gặp những người khoan dung tha thứ đến với mình. Mình cà chớn gặp người cà chớn tới. Mình cà giật gặp người cà giật đến. Cà gì gặp cà đó. Phải không? Ngu tầm ngu, mã tầm mã. Trong tâm có cái gì nó hiện ra cái đó rồi nó chiêu cảm cái đó đến thôi. Nguyên lý này rồi, thiệt là hay. Nhất thiết di tâm tạo. Và chúng ta không phải dồn tội cho cô này, coi như là quan xử án này không dồn tội cho cô đâu. Dồn cái tội đó là cái tâm nóng nảy bực bội tức tối của mình, cái đó là cái sân hận, đó là tội lỗi của mình phải sám hối. Còn cái chuyện bên ngoài thì nó đã rồi. Đúng không? Thì thôi bây giờ mình hoan hỷ để mình sống lại với nhau. Bây giờ tìm một ông chồng khác tìm nổi không? Cho nên thành ra là phải làm gì đó, chịu đựng, chịu đựng đến cái lúc người nam đó, người chồng đó, đối phương đó phải phục cái tâm chịu đựng của mình. Phải cung kính cái tâm chịu đựng của mình và phải phục mình. Ông vô tình ý, ông nói tôi thành tựu là nhờ Mai Quyên nắng tôi nhiều thứ. Uống rượu về không nói chuyện nửa tháng tôi bỏ luôn. Có cách người ta trị bằng cách mà im lặng, người ta phải nói là vẫn lo đầy đủ bổn phận chứ không giận hờn. Cậu vẫn bưng cơm ra, cậu vẫn bưng cơm ở cái cảnh hai thằng gà bưng cơm ra kia. Em ngồi xuống dùng cơm, mà đứng chập bỏ quay mà đi vô. Vẫn dọn cơm nước đàng hoàng đầy đủ hết bổn phận, nhưng mà im lặng. Im lặng như sấm sét à, dữ lắm à. Mới trị được mấy cái ông mà đi nhậu á. Không coi cái phim của Thánh Thiên Hiền mà. Còn 6 phút nữa là đúng 11 giờ là 2 tiếng. Tâm tánh chúng sanh giống hệt như Phật, do nghiệp thiện ác báo phân ra người báo phân ra người thú, người có trí tuệ, thú không có tài khéo, cậy mình hiếp yếu, giết để mà ăn thịt, làm con trong nhà người ta chẳng ngoài lý, do đã thiếu nợ nặng, huống hồ giết thân mạng chúng chỉ cốt sướng miệng, oán hận cố kết trải bao kiếp đòi nợ lẫn nhau, thử nghĩ đến điều ấy trong lòng đau thương tột cùng. Giết con thú để ăn, con thú này trở lại làm con của mình, con mình giết mình, làm chồng mình, chồng mình giết mình. Hiểu nhân quả, tin nhân quả và thấy nhân quả này xảy ra có. Con giết cha giết mẹ vì đồng tiền, đó là phụ mà oán với nhau trong nhiều đời. Nó là thú hoặc nó là người, 10 đời như triệu thố vẫn theo quốc sư Ngộ Đạt. Thì con người theo con người báo oán, thì con thú cũng theo con người báo oán. Quý vị đồng ý chữ nào? Ai tin nhân quả này? Người này có thiện căn lắm mới tin nhân quả này. Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà hoàn toàn ở trong một niệm tâm tánh của chúng ta. Tâm tánh sẵn có Phật A Di Đà đã là tâm ta sẵn có thì cố nhiên phải thường niệm. Đã có thể thường niệm thì sẽ cảm ứng đạo giao, tu đức hữu công, tánh đức được hiển hiện, xử lý viên dung, chúng sanh và Phật chẳng hai. Do vậy nói, dùng cái tâm sẵn có Phật của ta để niệm Đức Phật tâm ta sẵn có, lẽ đâu Đức Phật sẵn có trong tâm ta lại chẳng ứng hiện với cái tâm sẵn có của Phật. Chỗ này sâu, khó hiểu vô cùng. Tâm mình với tâm Phật đồng nhau không khác. Vàng với vàng giống nhau không khác một chút gì hết. Vàng của Phật là đã sử dụng được, tâm của Phật đã sử dụng được, giống như vàng đã tinh lọc rồi, làm cà rá, làm dây chuyền được. Còn vàng mình là bị tạp chất, bị những cái chất dơ trong đó, cho nên thành ra mình không thể làm đồ sử dụng được. Mà khi mình lọc được cái tạp chất
cổ mình ra thì tâm mình với tâm Phật hòa quyện với nhau. Tuy rằng chưa lọc hoàn toàn nhưng mà nương đến cái quả giác của Phật A Di Đà, tâm mình với tâm Phật khế hợp, nguyện mình với nguyện Phật khế hợp, về bên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sống ở đó tiếp tục mình tu. Chuyện này là hợp lý vô cùng. Đúng không? Hợp lý vô cùng luôn. Nếu mà nó kỵ với nhau, tâm mình là sắc, tâm Phật là vàng, thì luyện cái gì đi nữa, lọc hết tạp chất ra nữa là sắc vàng là vàng. Không bao giờ có thể là đồng một loại hết nhau. Mà tâm mình sẵn là vàng rồi, lọc hết tạp chất là nó sẽ là vàng giống như Phật thôi. Tâm mình là tham sân si, vũ bỏ và làm cho nó nhẹ đi. Và niệm Phật chủ động, tính nguyện hạnh chủ động và tịnh nghiệp chủ động. Tuy rằng chưa thành Phật liền trong đời này và cũng không thể nào thành Phật liền trong đời này được. Mà phải gì? Phải về Tây Phương Cực Lạc là một đời. Chứ một đời mà mang thân con người này để thành Phật như Phật Thích Ca thì chỉ có Phật Thích Ca, mình Phật Thích Ca thôi. Nhất sanh bộ xứ, mình là hạng nghiệp chướng sâu dày để đọa lạc, tạo nghiệp tái sanh, chứ không phải vì phát nguyện độ sanh. Đợi đến khi nào niệm Phật chứng được tam muội thì trăm ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa thảy đều đầy đủ. Cổ nhân nói, đã tắm trong biển cả ác dùng nước trăm sông, thân đã đến điện Hàm Nguyên, còn gì hỏi Trường An chi nữa. Có thể nói là hình dung ý này khéo nhất. Người đã niệm Phật tam muội rồi, thiền định tam muội, đại bi tam muội, pháp hoa tam muội, lăng nghiêm tam muội và tổng trì của tam muội, người niệm Phật tam muội đã được rồi thì tất cả tam muội khác đều được hết. Một là tất cả là một, mà trong tất cả tam muội chỉ có niệm Phật tam muội là dễ đạt nhất và vua của tất cả tam muội. Và liễu sanh thoát tử chỉ trong một đời này là chỉ có niệm Phật tam muội. Thấy tâm mùi niệm Phật kinh khủng sâu dày như vậy không? Sâu xa như vậy không? Mà có nhiều người họ chê. Họ chê niệm Phật là bà già con nít thấp hèn, nương vô tha lực, ta tự lực. Rồi nghiệp lực nó tới rồi, bắt đầu cuốn tay cuốn chân, kêu cha gào mẹ. Ngu phu, kẻ ngu phu ngu phụ, người già cả niệm Phật thấy mà thương tâm mà cứu không được, cứu không được. Vì cái tâm phá chánh pháp này, phá cái tâm người niệm Phật quá đi. Hai tiếng đồng hồ nghe có mệt không? Nghe giống như là đang uống thuốc bổ phải không? Có cái cô đó, cô nói: "Úi dồi, mỗi lần con về tỉnh thất, con ngồi trong pháp hội, thầy giảng con người con nó non thế nào?" Vâng, giống như điện nó chạy cho người. Cái cảm xúc của mình nó làm cho con người mình sảng khoái. Thì những cái cảm xúc này nó làm cho cơ thể của mình sẽ bớt đi độc tố. Một nụ cười 10 thang thuốc bổ, mà cười giống như cô viết cái lá thư này. Cười mà cười đau khổ cho làm sao mà hết bệnh được. Cười đó cười như nãy giờ ngồi dưới đó, cười mỉm chi rồi cười thoải mái, nghe chánh pháp được hưởng thụ Phật pháp đó. Thì nó mới ăn vui được chứ. Lúc này thì lò cừ nung nấu sự đời, nó nung nấu gì đi nữa mà bức tranh mình không phải là Văn Cẩu, mà bức tranh mình là đang bức tranh nhìn lên trời là Phật. Tâm mình như trời tờ giấy trắng, vẽ Phật thì hưởng thụ cảnh Phật, vẽ cảnh địa ngục thì hưởng thụ cảnh địa ngục, đến nỗi địa ngục là sân hận đó mà, vẽ cảnh si mê thì hưởng cảnh xuất sanh. Lò cừ nung nấu sự đời mà bức tranh Văn Cẩu vẽ người tan thương. Lúc này họ đang bị nung nấu cái tang thương khổ đau.